đường này mâm nhôm này, mâm nóng này. Đây là mâm nóng này. Ở trên này là mâm nóng này. Màn hình thể hiện 3 tham số mâm 1, mâm 2, mâm 3 này. Và chỉ sử dụng có 2 mâm dưới thì tắt mâm trên đi này. Hoặc là sử dụng mâm dưới là mâm lạnh thì mâm trên sẽ là mâm nóng này. Đấy, hoặc là sử dụng cả 3 này. Nhiệt độ độc lập của cả mâm này. Đây là nhiệt độ cài đặt, đây nhiệt độ hiển thị thực tế này. Mâm trái, mâm trên, mâm phải. Thank you.